Thì tùy vào hình thức bán hàng là bán hàng giao hàng ngay hoặc là bán hàng trước giao hàng sau, thì công ty sẽ đưa ra chỉ tiêu số cửa hàng viếng thăm của một nhân viên bán hàng. Để xây dựng được một chiến lược bao phủ tốt thì các công ty cần phải tính toán số đội bán hàng cần có là bao nhiêu. Và số lượng đội bán hàng sẽ được tính dựa trên chỉ tiêu cửa hàng cần bao phủ và khả năng bao phủ của nhân viên bán hàng. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một cái ví dụ như thế này. Giả sử công ty của bạn có chỉ tiêu bao phủ sản phẩm là 1.350 cửa hàng và tần suất viếng thăm của bạn là F4. Thì tùy vào hình thức bán hàng là bán hàng giao hàng ngay hoặc là bán hàng trước giao hàng sau, thì công ty sẽ đưa ra chỉ tiêu số cửa hàng viếng thăm của một nhân viên bán hàng trong một ngày. Thì ví dụ, với cái hình thức bán hàng giao hàng ngay thì mỗi nhân viên có thể viếng thăm tối đa 30 cửa hàng và lặp lại một tuần một lần. Vậy thì trong một tuần một nhân viên bán hàng sẽ viếng thăm được tối đa khoảng 180 cửa hàng. Và để có thể viếng thăm hết chỉ tiêu là 1.350 cửa hàng thì công ty cần có là 1.350 chia cho 180, tức là tương ứng với lại là chúng ta sẽ ra được là khoảng bằng 7, thì có nghĩa là sẽ có 7 nhân viên bán hàng. Thì với cái hình thức là bán hàng trước giao hàng sau thì nhân viên bán hàng có thể viếng thăm nhiều cửa hàng hơn, khoảng tầm 30 đến 40 cửa hàng trên một ngày. Vậy thì số lượng nhân viên trong đội ngũ bán hàng mà công ty sẽ cần có là 1.350 chia cho 240, tương ứng với là khoảng 6 nhân viên bán hàng. Và 6 nhân viên bán hàng này sẽ được quản lý bởi nhà phân phối. Bởi hình thức này, nhân viên chỉ được lấy đơn hàng và giao đơn hàng về cho nhà phân phối. Đội ngũ nhân viên bán hàng sẽ hoạt động chủ yếu ở nhà phân phối và trong đó sẽ có một bạn sales sub, tức là bạn giám sát bán hàng. Thì đây là cái hình thức phổ biến cho các ngành hàng FMCG.